Tham dự giải bi sắt Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Trị lần thứ 8, có hơn 50 vận động viên đến từ các huyền thị thành phố. Các vận động viên thi đấu tranh tài năm bộ huy chương ở các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam đôi nữ. Bi sắt là bộ môn có luật chơi đơn giản, dễ chơi và phù hợp với mọi lửa tuổi. Chi phí đầu tư từ sân bài thi đấu, trang thiết bị, dụng cụ tập luyện không lớn, là một trong những lựa chọn tốt để phát triển ở sân chơi phong trào cũng như thể thao thành tích của tỉnh, mở ra cơ hội cho các vận động viên tập luyện, thi đấu, lan tỏa môn thể thao gần gũi với quần chúng, góp phần nâng cao sức khỏe để học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030.